Ocean Quá Cá Vĩnh. Xin chào quý khán giả đã quay trở lại với kênh Hi Ha và Jimmy Vlog của tụi mình. Thì các bạn, có nhiều bạn thắc mắc là tụi mình thường làm vào buổi đêm như thế thì tụi mình sẽ ăn kiểu gì rồi? What the dog doing? Tụi mình sẽ ăn kiểu gì và tụi mình sẽ sinh hoạt như thế nào? Thì hôm nay mình sẽ cho các bạn biết được là buổi đêm khi mà mình xong việc thì thường mình làm gì hoặc là mình ăn gì vào buổi đêm. Hiện tại bây giờ các bạn có thể thấy, để mình cho các bạn coi. Đó, các bạn có thể thấy là nó đang không giờ các bạn ạ. Hiện tại là nó là 12 giờ đêm. Đó, là nó bước qua ngày mới luôn đó. Giờ này mà tụi mình vẫn còn làm nữa các bạn. Đúng rồi, giờ này mà vẫn còn làm luôn tại vì ha. Đây, để cho các bạn coi nè. Bạn thấy chưa? Rất là chuyên nghiệp các bạn. À, Vinh Kỳ thì đang set up, còn Huno thì nó đang nói chung là nó đang ôm Vinh Kỳ. Help me. Help. Cậu con thì đang ôm chân Huno. Cuộc tình tay ba. À? Tình yêu tam giác tan nát trái tim tôm. Còn đến với tôi thì hiện tại tôi đang ngồi ở đây để tôi đợi Huno được đi ăn, đói bụng quá. Thì đó, thì hiện tại tụi mình đang quyết định là đi ăn các bạn ạ. Ăn một cái món gần nhà luôn cho nó lẹ. Tại vì thường thường món tụi mình dạ? Một là tụi mình nấu mì gói, hai là tụi mình hứng hứng là tụi mình chạy đi vậy các bạn. Nếu mà nó có hứng, tụi nói đi, tụi muốn ăn gì? Ăn thịt tía được không? Sợ không? Nó không sợ mà tôi sụt, sợ ngược lại mọi người. Tôi sợ nó cắn tôi. Sao? Hôm nay Jimmy tối 12 giờ rồi, thì Jimmy muốn ăn gì? Tôi uống trà sữa. Tính ra là tôi định hỏi bà là bà muốn ăn cái gì? Thì tôi muốn ăn trà sữa. No. Muốn ăn cái gì? Đồ ăn không phải là nước uống. Ok, tôi muốn ăn trà với sữa. Thôi, mình sẽ cho các bạn ngắm cảnh buổi đêm của Gaming House xin tố tim này các bạn. Thấy mặt giùm mi trong tường luôn. Đó, thì đây là cái trên tầng cao nhất của Gaming House xin tố tim các bạn thấy không? Đó, nó rất là đẹp luôn. Về đêm nó rất là đẹp luôn các cây bạn. Cây của tôi nó đẹp á. Hợp lý không? Nếu hợp lý nhất thì mình bên dưới nha. Thôi, vớ vẩn quá. Nhưng mà trước khi bắt đầu video hay là làm gì các bạn nhớ là phải làm gì các bạn không? Uống trà sữa. Để lại nút like và nút share để ủng hộ cho mình và đừng quên đăng ký channel của mình là Jimmy của Giáo Động Jimmy TV. Jimmy TV và Jimmy TV. Các bạn nhớ là qua đăng ký để ủng hộ tụi mình nhé. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi ăn thôi. Let's go. Rồi xong luôn, cháo ớt đóng cửa hết rồi. Tôi định đi ăn cháo ớt mà nó đóng cửa hả bạn ạ? À? Nên bây giờ chúng ta đang mình đang thấy là cái chỗ này có rất là nhiều thứ luôn. Hiện tại nó chỉ có massage xong hơi đằng kia thôi hay là cái gì? Nói chơi thôi. Bây giờ để tôi, chắc là cái đường này là nó hết rồi các bạn. Đó, đi buổi khuya tụi tôi làm xong từ từ, thường thường ăn rất là mệt nên tụi tôi quyết định đi ăn cái khác thử. Ok, let's go. Later. Ai, tụi tôi đã đi rất là xa luôn rồi các bạn. Tụi tôi qua tới tận quận 5 luôn rồi. Mà bây giờ tụi tôi chưa tìm được nữa. Thôi, đang xanh rồi, let's go. Tiếp thôi. Chén đồ ăn hạt cẩm không, đừng có ý mì gì hết. Còn ăn gì? Tụi con chắc là một bò kho. Hết không có bò kho, còn hạt cẩm. Vậy rồi. Cho con hủ tiếu mì còn tấn hạt cẩm. Hủ tiếu dai hạt cẩm. Dạ. Tụi mình đã chạy rất là xa. Quá mệt. Rồi các bạn biết không? Tụi tôi đã phải chạy mà nguyên một cái đoạn đường không có đồ ăn luôn các bạn, nó tối hui luôn. Đó, tụi tôi phải nhưng đi. Nhưng mà có những ánh đèn lấp ló màu vàng á. Đúng rồi, có những lấp đèn lấp đó, đèn đèn đường đó các bạn. Với lại tụi tôi đã chạy rất là xa, tận quận 5 rồi các bạn, thì tìm được một cái quán hủ tiếu người Hoa đúng không? Đúng rồi, hủ tiếu người Hoa. Tôi tiện, đúng rồi, tôi nghĩ cái tôi thấy cái xe này rất là giống hủ tiếu người Hoa. Hủ tiếu người Đông mà. Cái gì đâu mà dục. Thì đó. Thì đó, thì ngay cái chỗ này là ở quận nhất các bạn. Bây giờ bao nhiêu giờ rồi? Mình đây có cho các bạn coi mình tụi mình đã đi được bao nhiêu phút rồi nha. 0 giờ 53 phút. Ôi, tụi mình đi được 40 phút rồi. Đúng rồi. Mới tìm được một quán đồ ăn. Oh my god. Đó, thì quán này có bán về đêm các bạn. Ok, chúng ta làm chén tương đi. Cho mình xin chén tương với chú ơi. À. Cái chén đi. À cái rồi. Bỏ rau vô. Trời, dạo này tôi tập ăn rau được salad thôi nha các bạn. Trời ơi. Ăn được mỗi salad. Dạ rồi. À, trộn lơ này mù. Đó, nhìn nó có sức sống xíu. Rồi, chén tương rồi. Đưa cho anh tương đen coi. Đó. Tôi ăn tương đen, ăn tương nhiều lắm nên đừng có nhìn vì sao là như vậy. Tương ớt đi.
trời ơi, cái tiếng gì kỳ quá à. Thôi nhưng mà xịt không kêu. Cho xả tới đi. Tôi ăn cay lắm anh em à. Dạ. Gì vậy? Nè ní. Cô rế. Ủa giấm là chai màu gì anh? Màu đỏ. Dạ. Đó, tụi con biến giấm vô. Xong hỏi tôi. Sau đó bỏ hình này ra. Tại sao con hỏi tôi? Tại vì người ta bán. Không hỏi người ta. Hỏi người ta cho chắc. Wow. Có cọt. Cọt nè. Rồi. Bầm thôi. Trời ơi. Miếng hả? Miếng hả? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, bao nhiêu tinh tí của tôi. Rồi nó rớt xuống bàn luôn. Nãy kêu ít hủ tiếu không chịu, đồ ăn thôi, xong xin. Không hiểu không? Có bạn gái khổ lắm. Vậy là khổ chưa? Rồi. À. Có bạn gái tiền lắm. Các em biết gì không? Tụi tôi đã ăn được biết bao nhiêu lâu rồi. Giờ nó mới, nó chưa ăn xong. Tụi tôi nè. Xong hết rồi, thấy không? Ngồi chờ nó mệt luôn á. Ăn là phải hưởng thức. Dìm ơi, phát biểu gì về cái đứa ăn lâu này không? Kiểu ăn rất lâu luôn á mọi người. Mọi người có biết là bình thường mấy bạn gắp hủ tiếu lên là mấy bạn ăn rồi mấy bạn giống như là lấy được phần nửa của nó rồi mấy bạn cắn ra chừa lại đúng không, nếu mà nói quá nhiều. Hu no nó gắp lên cũng nhiều xong rồi nó ăn 2-3 cọng. Mà 2-3 cọng nó không hết luôn một sợi nha mọi người. Nó chỉ cắn 1/4 của 2-3 cọng đó thôi. Không biết nói gì luôn á cái con này. Này mà giặt tới á, trốn đi trốn á là mày chết đầu tiên nha con. Không biết đâu, giống như là bình thường đi. Đây 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 để tôi chẳng hạn như đây là một muỗng cơm bình thường mình ăn đúng không? À, mình bỏ vào họng được không? Dạ sao? Nó múc một múc nó múc một muỗng vậy nè mọi người. Một muỗng vậy luôn nha. Xong nó vậy nè. Giống như là nó ăn xong nó chừa lại cái muỗng nó vậy nè. Vậy múc muỗng chiên muỗng á. Nè các bạn nó vậy nè, nó sẽ múc một muỗng bự lên vậy, đúng không? Sao nó sẽ không bỏ xuống. Bỏ xuống không hiểu luôn á. Đấy, mấy bạn có ai có sở thích ăn lạ giống gì không? Thường thường này bán tới mấy giờ vậy? 3 giờ sáng. 3 giờ sáng luôn. Địa chỉ của mình là nhiêu anh? 129 Nguyễn Trãi, phường 2 quận 5. 129 Nguyễn Trãi, phường 2 quận 5. Đó các bạn tới 3 giờ sáng mà các bạn muốn đi ăn cứ ra đây thì là sẽ có, cũng có đi tìm vòng vòng như tôi 40 phút, 50 phút luôn đó. Ok. Rồi. Yeah. Tiền nhiều quá hay sao lựa hoài chợ. Tính cho nó luôn nha. Ủa sao đứa nào đưa 40 đây mà? Sao 40? Hoài vậy? Của em á. Ủa dễ đưa rồi mà. Một phần một người là nhiêu quên rồi. 40, viên này là 30. Hỏi 20. Rồi, Vinh Kỳ bao Huno luôn hả? Đâu có đâu. Nó trả rồi, nó không muốn bao. Hả? Nó không muốn bao, nó trả rồi. Đúng rồi, nên vậy thì ai cũng nghèo như nhau mà. Nghèo luôn. Đi. Để rồi, em cảm ơn. Đây, cho mày 2.000. Cho mày luôn đi. Viên tôi là không có đồng nào, chỉ có khẩu trang em túi rồi. Chuyện con đèn đi hết rồi. Nhưng mà dàn ké. Ừ. Đó, đó, ăn xong chủ miệng. Nói bạn ơi, giờ về chị ơi. Nằm phà ra. Bây giờ chỉ cần về mua cho tôi chiếc xe giống vậy được không nha? Nằm phài ra là ngủ thôi các bạn. Cái gì? Mua cho tôi chiếc xe giống vậy. Thôi, chắc biết chạy đâu, chạy xe chạy khó lắm các bạn. Thôi, bây giờ lên. Đó, một ngày mà buổi tối của tụi tôi thường ăn xong là như vậy. Một buổi đúng rồi. Buổi tối của tụi tôi là như vậy đó các bạn. Buổi tối của YouTuber mà làm về khuya thì thường như vậy đó. Tại là tôi sẽ đi ăn, sau đó là chúng tôi đi về ngủ là hết. Đó thôi, bây giờ thì chắc là clip này cũng tới đây thôi các bạn ạ. Đăng ký cho tôi nha. Các bạn nhớ là đăng ký cho tôi và đừng quên đăng ký cái kênh này để ủng hộ thêm cho mình và đừng quên like và share và comment ở bên dưới luôn nha. Còn bây giờ thì có hai cái sừng nè. Dễ hơn không? Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Bye bye. See ya. Đừng tắt vội nha, chưa hết đâu. Á đồ, còn làm luôn. Trời ơi, sau khi mình đi ăn về mà mình biết được thằng này vẫn còn làm. Làm gì vậy? Đang kiếm lại mắt cậu. Coi anime nữa. Coi phim. Con gà đâu? Con gà không biết luôn. Chưa về luôn? Chưa về. Hình như là đang bên công ty sao á. Oh, ok. Anh em thấy tôi bắt đồ hết chưa? Đâu? Kìa. Đồ. Bắt đầu chơi. Nhưng mà thường thường làm tới giờ này xong thì mày muốn ăn cái gì? Thường thường làm xong này là mày ăn cái gì hay là mày ngủ luôn?
nếu mà đói tùy cái bụng thấy là ngày nào mày cũng đói hết á. Thấy mày không, tôi nhưng mà thường mày làm gì nói đi. Thường là làm xong là đi ngủ thôi, chứ có nếu có nếu có chủ nhật á, cái ngày mà đi ngủ của nó là hiếm nhất á. Thường thường tao thấy mày lên mày làm mì. Đúng rồi, làm mì là khi có phim coi. Ok, làm mì bằng chiên gì, bằng gì anh? Chiên mì bằng chảo xịn không anh? À, em chiên mì bằng nồi. Anh em nào muốn tôi làm thử một món ăn như vậy thì anh em bình luận phía dưới nha. Trong đây là ai? Trong đây là FBI Owen rồi đó.